Ta làm cho bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi ở lớp 9 của tỉnh Phú Thọ năm học 2011-2012. Đề như sau: hòa tan hết 3,2 gam một oxit công thức là M2ON trong lượng vừa đủ H2S4 10%, thì thu được dung dịch muối có nồng độ là 12,903%. Sau vẫn đem cô bớt dung dịch và làm lạnh thì thu được tinh thể muối với hiệu suất là 70%. Yêu cầu chúng ta là xác định công thức của tinh thể. Như vậy đây chúng ta có phương trình như sau. Oxit của chúng ta là M2ON đi tác dụng với H2S4 em sẽ tạo thành M2SO4 tất cả N cộng cho H2O. Chúng ta cân bằng N2S4 và N nước là đủ. Cái khối lượng này người ta cho chúng ta là 3,2 gram. Tăng này nồng độ là 10%. M2S4 là người ta cho chúng ta là 12,903%. Rồi. Nhiệm vụ của bạn đó là gì? Nhiệm vụ của bạn đó là chúng ta phải đi giải mã công thức M2 S4 tất cả N. Sau khi dạng đó thì chúng ta sẽ thu được dạng tinh thể. Tinh thể đây là tinh thể muối ngầm nước. Bằng giống như là cái tinh thể muối ngầm nước này nó giống như chúng ta quá trình chúng ta làm nước đá vậy. Khi em bỏ nước vào trong tủ lạnh thì nước của chúng ta sẽ kết hợp với nó sẽ bị đông lại, cái hiện tượng đông lại người ta gọi là tinh thể. Rồi bây giờ chúng ta xử lý bài toán như sau. Bây giờ ở đây thầy sẽ gọi số mol. Tôi sẽ gọi số mol của M2O N là x mol. Thầy gọi đây số mol x mol nha. Thì bên này chuyển qua bên này nó sẽ là NX mol. Thì này là x mol. Đây là N mol. Rồi, bây giờ nghe kỹ. Ở đây thì theo đề cho chúng ta có C phần trăm là bằng 12,903%. Đúng không ạ? Thì bây giờ đây chúng ta sẽ có như sau. Ở đây em sẽ đi tính khối lượng dung dịch H2S4. Ta sẽ làm tắt một bước. Em lấy khối lượng chất tan nhân 100 chia C. C là 10. Rồi, khối lượng chất tan bây giờ sẽ bằng 24M lớn là 98 nhân cho NX. Chúng ta tính còn lại là 980 NX gam. Khi đó em sẽ tính hiển nhiên tính được C phần trăm của M2SO4 tất cả N ba bằng. Đây khối lượng gia tăng là M là số mol là X này. Số mol là X nhân cho thằng kia. 2M cộng 96N nhân cho số mol là X. Đây là M chất tan, chia cho M dung dịch sau phản ứng. M dung dịch sau phản ứng sẽ được tính như sau: số bằng khối lượng trước phản ứng trừ đi khí trừ được của sau phản ứng. Trước phản ứng chúng ta có hai chất đó là M2ON và H2S4. M2ON có khối lượng là 33,2 gram. Khối lượng dung dịch H4 chúng ta có rồi, 980 NX được em. Rồi và chúng ta sẽ nhân cho 100 và bằng thế đề cho ở đây nó bằng 12,903. Rồi bên cái kỳ ở đây em sẽ thiết lập một biểu thức chứa NX và có chứa MX. Cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ tương đương như sau. Đây 2MX nhân cho 100 là 200MX. 200MX cộng 96 nhân cho 100 là 9600 NX được cho em. Bên kia là 12, em tính cho thầy đi, nhân cho 3,2 bằng bao nhiêu? Nhân cho 3,2
Thì bên phải chúng ta là 41,2896 cộng cho 12644,94 x. Rồi. Cái đó em sẽ đưa sang V trái. 200 mở x trở lại. Cộng 9600 nx. Ở đây là nx em nha, ta ghi thiếu n. Rồi chúng ta lấy 9600 này luôn. Em trừ đi thằng này. Được chưa? 9600 trừ đi. Ở đây mình sẽ còn lại đó là trừ 3044,94 nx và bằng 41,2896. Rồi như vậy đây chúng ta đã có biểu thức chứa mx và nx. Nhiệm vụ của bạn là tìm một biểu thức nữa. Khi đó chúng ta sẽ đi giải mã mx và nx. Hiểu không em? Sau khi có mx và nx thì chúng ta sẽ lập tỷ số mx trên nx. Khi đó x sẽ hết và khi đó chúng ta có tỷ số là m trên n bằng bao nhiêu. Và chúng ta biết là n là hóa trị của kim loại m, chúng ta sẽ cho nó nhảy 1 2 3 để tìm m, thế thôi. Mà biểu thức đó là chúng ta chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Đó là 3,2 gam thằng này. Được chưa? Như vậy mình sẽ có này, khối lượng của M2O N sẽ bằng 2M cộng 16N. Chúng ta nhân cho số mol là x. Và thay đề cho là bằng 3,2 gam. Đây suy ra 2MX cộng 16NX bằng 3,2. Đây là 1. Đây là 2. Nhiệm vụ của bạn bây giờ sẽ đi bấm máy tính giải hệ hai phương trình này để chúng ta tìm được mx bằng bao nhiêu và nx bằng bao nhiêu. Sau khi có mx và nx rồi thì chúng ta sẽ tìm được kim loại m. Chúng ta từ 1 và 2 này mình xin ra mx bằng nx bằng, bấm đi em ơi, nghe bấm bằng nhiêu người ơi. Dạ, từ từ. Đây thì tính được nó là 1,1199, tức là 1,12. Tiếp tục. Đây là 0,06. Các bạn biết bấm này chưa? Đạt biết bấm chưa Đạt ơi? Còn dòng ở dưới thôi. Có biết bấm, có biết bấm không? Không biết tí thì chị. Phải biết bấm không Phát ơi? Dạ chưa. Chị biết bấm à? Đây bạn nào chưa bấm thì nhìn là chạy, bạn nào có máy tính mà giống như thầy thì chúng ta bấm chế độ là shift 91. Chúng ta đang giải hệ phương trình hai ẩn thì chúng ta select tool. Rồi ở đây chúng ta hiểu như thế này, ở đây cái mx của chúng ta giống như x trong cái phương trình, còn cái nx thì giống như y nhé. Rồi chúng ta bấm trước x trước y và sao cho bằng 200 trừ 3044,94. Bên dưới này là 41,2896. Qua bên này 2,16,3,2. Đây,
1,119 thì em ta làm tròn 1,12. 0,006. Bây giờ em sở dĩ mà làm tròn bởi vì cái đoạn C phần trăm này này, C phần trăm này người ta đã làm tròn thì mà làm tròn ngược lại thế thôi. Có kiến gì không em ơi? Thầy 1,12. chỉ lại được không? Thầy chỉ lại được không? Thầy chỉ hơi nhanh. Ok, để thầy tí. 1,12 mà chia cho 0,06 thì mới tính hiểu đây là bằng 18 phần, xin lỗi, 56 phần 3. Từ đây mình sẽ ra M bằng 56 phần 3 N nhỏ. Với điều kiện này thì N chỉ có thể là bằng 3. Vậy M bằng 3 chia 3 là hết. Như vậy đó là 56. Đây đó là xác. Em ta nghe lại. Rồi. Bạn nào mà có máy tính giống như thầy thì chúng ta bấm chế độ này. Menu. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là nãy bấm số 9 thì giải hệ này. Em có chữ E Q U A này, được chưa? Thì chúng ta sẽ giải hệ, chúng ta bấm số 9. Ở đây chúng ta trên đó là chúng ta đi giải hệ phương trình, chúng ta sẽ bấm số 1. Ở đây chúng ta sẽ chọn hai ẩn. Đó là chúng ta sẽ nhập số 2 vào. Nhiệm vụ chúng ta là bấm trước mx trước nx và số cho bằng 200 trừ 3044,94. Bốn bốn phẩy hai tám chín sáu qua bên này, hai mười sáu ba phẩy hai. Đây em tính là 1,12 sắp xếp bằng và 0,06, được chưa? Cái gì nữa không? Thầy ơi, cho em hỏi. Em nghĩ là nếu mà mình giả sử nó ngay từ đầu là phản ứng một mol, tại do bài này nó chỉ cần tìm m thôi thầy. Hiểu rồi, tiếp đi, nói đi. Dạ, em nghĩ là làm cách đấy nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà ở đây khi ở đây cách làm của em nó chỉ đúng khi ở đây người ta không cho giá trị 3,2 gram. Bởi vì nó có khối lượng thì sẽ có mol tương ứng, em hiểu không? Khi nó không cho giá trị này thì em chọn nó là một, em giả sử nó một mol được, bởi vì nó có mol rồi, không thể giả sử ở đây được. Để trong ở trong những bài trước mà thầy đã làm cho em thì nó không có khối lượng thì mình giả sử là đúng. Hiểu chưa? Hiểu chưa em? Dạ, nhưng mà kiểu mình giả sử xong rồi mình tính nó theo bằng ẩn của nó luôn ấy, chứ không cần phải ghi ra 3,2 gram, là tính nó vẫn ra được m với lại Thì giá biết trị rồi, của nó. biết rồi. Thì cái đó thì em lại lập luận một lần nữa. Thì cái đó nó sẽ phải vướng hơn cho em một số chỗ, đó là em phải chuyển về 3,2 gram một lần nữa. Cái nghĩa là mình đang giả sử một mol thì cũng được thôi. Nhưng mà trong cái bài đó nó giả sử khi người ta chưa có cho khối lượng. Còn nếu trong bài một bài mà cho khối lượng rồi thì không giả sử nữa. Bởi vì giả sử thì cái khối lượng ở đây để bài cho nó không đúng một mol đâu. Được chưa? Đó là một chỗ. Được chưa trong mày? Dạ được rồi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong được bước đầu tiên là tìm công thức của muối. Người ta nói này, sau phản ứng đem cô cạn bớt dung dịch và làm lạnh thì thu được tầng này tinh thể hiệu suất 70%. Rồi, bây giờ em ta nghe kỹ. Cái bước tiếp theo này, em sẽ đi tính số mol. Ở đây chúng ta là Fe2, SO4 tất cả 3. Đúng không em? Công thức muối thu được là Fe2, SO4 tất cả 3 này. Ở đây nó số mol nó là ít mol. Mà x của chúng ta là bằng chưa biết đúng không? Nó bằng x mol. X chúng ta sẽ lấy 0,06 chia cho n. Chia cho n, n ở đây là n bằng 3 thì đây nó sẽ bằng 0,02. Hiểu vấn đề không em ơi? Trong 0,02 mol này nó sẽ không tạo hết 100% để tạo ra tinh thể muối ngầm nước, mà ở đây người ta cho hiệu suất có 70 à. 70 tức là trong này nó chỉ có 70% tạo ra tinh thể. Còn lượng còn lại là không tạo ra tinh thể. Như vậy cái đó mình sẽ có như thế này.
Mol là Fe2, SO4 tất cả 3. Bây giờ tham gia phản ứng tạo tinh thể đấy, 0,02 nhân cho 70 chia 100. Thế đây mình tính là 0,014 mol. Được chưa nào? Rồi. Cái đó chúng ta có phương trình như sau. Fe2 SO4 tất cả 3 cộng N. N chúng ta trùng rồi thì chúng ta có thể đặt nó là M cũng được. M nước. Thì cái đó nó sẽ tạo thành Fe2 SO4 tất cả 3 ngậm M nước. Nó giống như quá trình chúng ta làm nước đá vậy. Được chưa? Số mol của Fe2 4 tất cả 3 là 0,014 mol. Tức chuyển qua bên này. 0,014 mol. Rồi. Điều cầu chúng ta là gì? Trong này nó có tạo ra chân này tinh thể muối ngầm nước. Như vậy tinh thể muối ngầm nước chúng ta là 7,868, tức là khối lượng của thằng này đây. 7,868. Ta có khối lượng của Fe2 SO4 tất cả 3 ngậm M phân tử nước sẽ bằng Fe2 SO4 tất cả 3 M lớn là 400 cộng 18 M là của nước nhân cho 0,010 14 bằng 7,868. 7,868. Và từ đây em sẽ suy ra M bằng bao nhiêu? Tính đi. M là bằng 9 thôi. M bằng 9. Để bằng 9 thì chúng ta sẽ có là công thể, công thức tinh thể. Là Fe2 SO4 tất cả 3 ngậm 9 phân tử nước. Và đây là đáp số cuối cùng. Rồi, các bạn nào ý kiến gì về câu hỏi này không ạ? Rồi. Ở phát ý kiến gì phát ơi. Không, Bài này sao em làm không ra? giờ anh tính sai phần ở trên cùng, có phần đầu thì Tết sai đoạn nào? sao? Phần mở dung dịch, không rồi, sai phần trăm gì? Đây à? Không bị nhầm, Tính bởi dung dịch sao vẫn sai à? Rồi ok. Tiếp. Đặt cái kia như đặt ơi. không ạ, Rồi. Ghê. không ạ, Rồi Trung. dạ không ạ. Ok, như vậy câu này chúng ta xin phép bác lại từ đây. Được chưa? Các bạn hiểu cái bài tinh thể muối ngầm nước nó giống như cái gì? Nó giống như quá trình chúng ta làm nước đá vậy. Thế thôi.